Chào các bạn. Hôm nay để trả lời câu hỏi cho bạn Bích Ngọc. Bích Ngọc hỏi là con chào cô Hoa. Con và chị của con muốn phi kim bên xì ba của cô, nhưng không biết là làm có đau không cô. Bạn của con đã từng làm ở xì ba. Thôi tôi tạm không có đọc tên xì ba này vì tôi thấy không có tiện nói ở đây. Bạn con làm ở xì ba đó rồi mà về không đẹp gì hết, nên con muốn tìm hiểu thêm. Chào Bích Ngọc. Câu thứ nhất của con hỏi là lăn kim, phi kim có đau hay không? Câu trả lời của cô là có. Cái cảm giác đau này là hoàn toàn có thể dễ dàng chịu được. Nếu chỉ lăn kim, phi kim ở cái mức độ tái tạo, làm trẻ hóa da, làm trắng da, làm đẹp da thì con sẽ ít đau hơn rất nhiều so với khi mà chúng ta lăn kim, phi kim ở cái mức độ điều trị sẹo gỗ thì mới đau nghe con. Một số người do bẩm sinh đó con, họ có cái cơ địa là cái làn da dày, ngưỡng chịu đau cao hơn là so với cái người khác, thì sẽ có cái cảm giác đau rất là ít hoặc là không đau. Mức độ đau còn tùy thuộc vào cái từng cái vùng trên mặt nữa. Vùng da mặt nào có nhiều mô thịt sẽ thoải mái hơn, sẽ không đau. Ví dụ như là mình đi kim vùng má thì con sẽ dễ chịu hơn so với cái vùng da trán. Vùng trán thì hơi đau tí. Còn tùy theo từng sản phẩm khác nhau mà từ cơ sở lựa chọn để bôi thoa cho cái da vào cái thời điểm mà mình phi kim, lăn kim này. Có sản phẩm sẽ hơi gan gác một tí, còn có sản phẩm thì không hề đau, không hề gác. Cũng có một số trường hợp khi mà kỹ thuật viên vừa đi kim một lúc thì khách đã ngủ gục rồi. Nhưng đa phần là kỹ thuật viên vừa đi kim thì khách cũng vừa xem điện thoại, nên là không đau đâu, con đừng có lo nha. Đặc biệt là cũng không có hiếm người phi kim lần thứ 3, thứ 4 trở lên thì ghiền luôn. Vì chỉ còn nhột da mặt thoải mái thôi, chứ không có còn đau tí nào nữa hết á. Với những người đã thực hiện phương pháp phi kim hay là lăn kim này nhiều lần thì đều rất là thích, vì da tái tạo nhanh hơn những lần đầu và da nhanh đẹp hơn. Ngoài ra vẫn còn một bước ủ tê cho da dành cho những người mà thực hiện lần đầu còn lo sợ. Khi được thoa thuốc tê 20 phút thì phi kim sẽ không đau nữa. Còn câu hỏi thứ hai của con là về việc mà một số người lăn kim, phi kim xong thì không thấy có hiệu quả, không thấy da đẹp. Trường hợp này vẫn có nhiều luôn đó con. Nguyên nhân chủ yếu là do họ đi kim không đúng kỹ thuật, hoặc cũng có thể là sau khi mà họ đã tạo được các đường dẫn siêu nhỏ để đưa dưỡng chất cho tế bào gốc được đi sâu xuống da, nhưng mà họ lại chọn sai sản phẩm. Có nghĩa là chọn sản phẩm bôi thoa không đúng, không phù hợp với cái nhu cầu cũng như là với cái bệnh lý của da khách hàng, nên thực hiện xong da không được đẹp. Tại thời điểm phi kim, thời điểm mà vàng này đó, phải có những cái sản phẩm đúng, đó là cái điều vô cùng quan trọng đó nghe con. Hy vọng nội dung này vừa rồi sẽ giải đáp được thắc mắc của con và chị của con. Thân chào con và mọi người. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc về tình trạng da hoặc bệnh lý của bạn gặp phải vấn đề nặng hay nghiêm trọng hơn thì cứ hãy liên hệ với chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại bạn.